Hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đến người nha. Xin chào anh em game, hãy tạo đại chiến mình đây, từ đường phố đâu bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì trước khi vào video, cho anh em xem video bảng like, share, theo kênh nước phải rất nhiều ạ. Ok, quay trở lại video công chiếu đấu này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi cập nhật code dùng chung mới nhất game hãy tạo đại chiến anh em. Sau đó thì sẽ cùng nhau đi đại chiến đấu trường Corinda anh em nhé. Và cố gắng sẽ giành lại top 1 đấu trường Corinda tuần này. Còn đánh đấy không thì chưa biết anh em. Đầu tiên là nên team đã. Team thì hôm bữa tôi có một cái team đâu nhỉ? Đây anh em, Sanri, Odin, hai cháu này đúng không? Rồi. Đó, bây giờ tôi bắt đầu hiểu hơn rồi anh em. Rack này, correct này. 40 à? Đây, Nami. Ở đây thì chúng ta có đi theo đó Big Mom. Big Mom và ai rồi ta? Lee Jin à? Ừ, tôi nhớ ở đây là Big Mom và Lee Jin anh em. Đây. Và chúng ta nên để như này. Và ở cuối cùng trận cuối này thì chúng ta có Kata. Dâu đen à? Chắc dâu đen anh em xem nào. 93, 98 rồi. 1, 2, 3 Lee Jin. Ok, đầy đủ đây anh em. Ô, mới được 73 mét thôi à? Ít hơn dự tính nhờ. Tàu đầu tiên thì tự nhiên đấy tàu này ngon anh em này. Tàu 2. Ok các bạn, rồi. Tiếp theo ra ngoài chắc tôi nhập code anh em ra xem ngoài còn chỗ nào up được chiến không. Tôi upload được chiến cho ok hết đã anh em. Up được chiến cho nó VIP Pro đã rồi chúng ta mới nói chuyện tiếp anh em. Code của chúng ta, code dùng chung tuần này mới chúng ta có code tên là HT0703. Ngày mai 8 tháng 3 có quà gì hot anh em. Hay tối nay có sự kiện thì chưa biết nha. Tôi quay video sớm để vì còn đánh đấu trường Corinda anh em. Ok, code chúng ta không thùng không thiết gì anh em nhé. Đấy. Đây là code chúng ta các bạn, nói chung có sao giải vậy thôi. Rồi quay trở lại con nạc tôi anh em, hiện tại còn thiếu bao nhiêu form 10 sao nào. Ok. Nói chung thì sau mấy hôm suy nghĩ rồi anh em, tôi sẽ giá dâu đen ra nhá. Đây anh em, một cháu dâu đen đây. Một giá dâu đen ra, à khoảng rồi. Ok, giá một cháu dâu đen ra này. Giữ hai dâu đen được rồi anh em, giá một dâu đen ra đi. Để lấy form 5 sao. Về tôi nâng gamma cho một số cháu nữa các bạn. Ok, sao hải tặng đa bàn rồi. Rồi các bạn, được rồi. Nữa, nắc thế. Ồ, men vừa thôi nào, nắc thế nhờ. Được rồi anh em. Chúng ta sẽ lâng Gemma lên cho thêm một số cháu nữa. Tôi nghĩ chắc là lâng mấy tuyến phòng thủ này thôi anh em. Chị đẹp này thì lên đấy rồi. Trong trận hoa vũ lên hai kẻ địch. Đây rồi anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, chị đẹp Zerutha lên luôn anh em nhé. Chị đẹp Zerutha lên luôn anh em. Đã úp thì đẩy luôn anh em. Đó. Để đi hỗ trợ team cho nó ngon các bạn. Chả tội gì các bạn. Đó, không ít thì nhiều phải lên được G3, G2 chứ. Hiện tại hàng này đang thiếu form 10 sao khá là nhiều. Chứ nước mắt Man Cherry thì không hề thiếu anh em. Cũng như Long thì không thiếu anh em. Long công nghệ không thiếu. Rồi, tạm thời đã. Rồi. Ok, chiến trường. Đấu trường Corinda nào. Chúng ta có 5 lượt thôi à. Chúng ta có 5 lượt thi đấu thôi anh em. Nát thế nhờ. Ok, vào được hạng 17 luôn à. Thế thì tôi lao thẳng luôn anh em nhé. Hạng 17. Hai Sanji. Nami, Odin và hai Kulu. Tiếp theo đó là rồi, Big Mom. Cũng đây luôn anh em. Chị đẹp Reru. 95. Và kèm theo đó là một anh Nijin. Ok, trận cuối cùng thì chúng ta có 556 564 rồi. Ok các bạn. Ô, lên được 74 rồi anh em này. Trận đầu thì lên mang thuyền này anh em nhé. Trận 2 thì book thuyền HP. Và trận 3 thì book thuyền này anh em. Rồi, tấn công. Chắc leo top 1 đơn giản lạc này anh em. Nên top 1 luôn để còn lấy điểm anh em.
Nộ cướp xung thiên. Rồi. Nụ đâu? Một đấm, hai đấm. Ôi ôi. Quá xuất sắc anh em, trận tiếp theo. Trận tiếp theo anh em. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Lượm anh em, lượm lúa luôn, chưa cần đến trận thứ ba các bạn. Quá ok anh em. Chúng ta có 5 lượt đánh này, cũng tranh thủ đánh 5 ván anh em nhé. Trước khi đến top 1 tôi sẽ đánh 5 lượt. Rồi, đánh tiếp theo đến top 10. Cứ thong thả dòng chơi đây anh em. Cũng mua được lượt mà, dù sao chúng ta cũng mua được lượt anh em. Thì dòng thả trong chơi đây anh em. Lộ cướp xung tiền. Một đấm, hai đấm. Uầy, uầy. Mà đánh cũng đau, đau đấy. Ô đen ra trận nào. Ui, đùa anh em. Bớt giỡn nào. Hay quá. Nhưng bên đội bạn còn ô đen nữa anh em. Cũng hơi càng đấy. Ô kìa. Tí về sắp tim lại anh em. Tí về sắp lại tim thôi, sắp này không ổn lắm. Tim này thì không ổn lắm đâu các bạn. Tim này có vẻ không ổn lắm rồi anh em. Ô kìa, tim này không ổn lắm anh em. Úi giời. Nizin. Team 2 thì ngon rồi anh em. Team 2 rách mới có win thì ngon rồi. Khả năng đẩy thêm cháu ấy lên à. Nãy giờ chúng ta bỏ bớt cho cháu ấy lên anh em. Bỏ bớt anh ba đi cho win lên các bạn. Cho quên lên anh em. Ok, trận tiếp theo nào. Úi giời, lại có win mình dịch anh em. Trận này có win mình dịch thì hơi toang rồi. Căng quá các bạn, trận này có quy định thì ta hơi bị căng rồi anh em. Đội bạn có quy định thì hơi căng rồi anh em. Đấm nào. Ôn tê. Đầu đen. Kinemon. Lizin. Quá gắt các bạn, quá gắt. Ồ, may quá. Ô kìa, toang quá các bạn. Ôi dồi ôi. Thua anh em. Sắp lại team các bạn, hay là phải sắp lại team rồi. Sắp lại team phòng thủ đây này anh em này. Không lẽ đổ một Sanji xuống anh em. Từ tôi check lại độ trước đây anh em nhá. Ok, sau khi chơi tính một hồi anh em. Đây, sắp lại team tí các bạn. Rồi, chiến tại anh em. Kiếm bác top 10, đánh lúc bác top 10 hôm nay anh em. Kiếm lại bác top 10 nào lại ván đây anh em. Đây. Rồi. Xem nào anh ba nào nào. Ông... Đây anh ba mạnh như rồi. Ta rồi. Ở vị trí này xem nào anh đây đây. Đội Big Mom ra sao luôn các bạn. Hay cho Big Mom lên trên nhỉ. Vì team này nó cũng quá ok rồi các bạn. Big Mom lên trên thì đội anh ba xuống à. Hay đội Kata xuống ta. Big Mom lên trên đổi Kata xuống cũng được các bạn, thử ván này coi. Rồi ok các bạn, ở trên có Big Mom, Sanji, rồi ok, đánh lại nào. Thử lại lần nữa anh em. Rồi lù đâu, 1, 2. Big Mom, 1, 2. Oden. Rồi đây Oden đội bạn anh em. Úi ơi, Oden đội bạn chém cũng không hề ngọt ngào tí gì các bạn. Khá là căng. Nhưng mà đánh nhẹ tôi thấy có ổn rồi anh em. Team sắp này là ổn rồi các bạn. Team sắp này là khá là ok luôn các bạn hay không ạ. Đấy. Tôi vừa chỉnh lại rồi anh em. Đã chỉnh lại hết luôn. Đã pick lại hết các bạn. Đấy. Đi đấu trường Colinda thứ này có vẻ ok hơn anh em. Rồi, ok à. Cây thế nhờ. Xem trận 2 thế nào đó anh em. Vô. Kata nhà mình trông thế mà mạnh thế à. Thủ anh em. Kata cho tôi nhìn thế mà mạnh thế nhờ. Úi giời. Cũng khét đấy. Trận 3 vừa pick lại. Trận 3 này cũng sợ. Không ăn được rồi anh em. Trận 3. Ô kìa.
không xem anh em nhau victory đó là thế được rồi anh em. Thế kiểu bác như này cái bánh bao đã bao hai trận là được rồi, các bạn phải no nữa. Ok lên top 3 chứ nha, cứ leo theo thứ tự các bạn, top 3 đến top 1 đến top 1. Đợt sau là phi thẳng top 1 anh em. Dạo chơi tí thôi. Cũng để test xem tình hình anh em trong server nào anh em, để xem có bị bắt bài không, nhưng mà không thì bị bắt bài là mệt lắm. Đó, tôi chỉ sợ bị bắt bài thôi anh em. Rồi lượm các bạn. Nó không bắt bài được thì auto đấy anh em, sợ gì nữa ạ. Đó. Kata. Sợ nhất là bị bắt bài đấy anh em. Hay trả lên Kata đâu bạn. Được đấy. Cũng ra gì này nọ lắm đấy anh em. Ở đây này. Ok. Ui dồi, Odin. Odin đồ bạn chém liên tục anh em. Ui dồi, Odin chém liên tục anh em. Lật chém cuối cùng của Odin. Nhìn là biết à? Nhìn là biết ngay anh em, lật chém cuối cùng của Odin. Rồi. Ok các bạn, và cuối cùng là bác hạng 1 tấn công. Không xem team đồ bạn đâu anh em, cứ thế mà lao lên mà chiến đấu thôi các bạn. Đó. Đêm sau tôi boost thêm Gemma cho một số cháu nữa các bạn thì mới ổn được. Nhìn cái này bút thêm Gemma cho thêm một số cháu nữa bạn mới ok được, chứ này cũng chưa ok lắm. Odin này hay quá. Hai rồi, bố già, bố già dầu đen nghe cũng căng đấy, nghe cũng căng đấy anh em. Hết đấy, chỗ Big Mom bút hồi sinh luôn cho anh ba các bạn, đẹp quá trời luôn ạ. Hai xong, tiếp tục trận tiếp theo. Ok, một đấm đó, lại vừa hoàn tất giao dịch của su đấy anh em. À bữa nay tôi có mua bán của su nha, anh em nào có nhu cầu mua bán của su cứ liên hệ Facebook ạ. Cảm ơn rất nhiều ạ, cảm ơn anh em ủng hộ ạ. Rồi gặp lại nào. Rồi item này thì phòng thủ ok đâu bạn, hay team này như là phòng thủ ok, mùa trao một quên mùa đấu trường Corinda này có vẻ là chắc chắc kèo rồi anh em. Đấy, cũng đỏ vào đỏ đỏ qua mấy bác cao cao rồi nhưng có vẻ chắc kèo anh em, mùa này có vẻ chắc kèo đấy. Trời, giờ thì chịu sao nó nhiệt anh em, win mà nhìn này biết mình win chắc luôn ạ, kèo cứng luôn anh em. Rồi thì tôi chỉnh lại đội hình nữa anh em là được. Xong, thẳng tiến top 1. Ok, top 1 nha. Team đội tôi chỉnh lại anh em. Kata về tem 1. Rồi, 3. Lúc nãy là chúng ta thay Big Mom vào tem 1 đúng không nhỉ? Kata vào tem 2 đúng không? Đúng rồi, đúng rồi anh em. Đây. Rồi team 3 như thế này. Ok, bảo lưu lại rồi. Được rồi. Ok, cho anh em lên điểm nhanh thế. Mình chơi lên các bạn. Thôi giờ thì cứ thử thong thả lên thôi. Đó, hoàn thành mùa đấu trường Corinda một lần anh em. Đó. Hôm sau đi vào đấu xếp hạng tôi sẽ còn quay lại thi đấu cho anh em xem nữa. Ok nhá. Đầu clip này thì tạm thời kết thúc thôi anh em. Hẹn gặp lại một clip tiếp theo. Giờ thì bye bye.